Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay là Chủ nhật 23 tháng 10, 2016. Chương trình phát hình của VTV được mở đầu là buổi phóng sự Pháp hội Đại Bi tại Tu viện Viên Quang. IV News với Destiny Nguyễn, quyền lực đang được chia lại. IV News với Hoài Vi, phát minh mới về thụ tinh nhân tạo. Trong phần 2 của chương trình là buổi phỏng vấn giữa Thanh Trúc và học giả Đỗ Thông Minh đến từ Nhật Bản. Để bắt đầu chương trình, Bích Phượng xin kính mời quý vị theo dõi phóng sự Pháp hội Đại Bi tại Tu viện Viên Quang do Tú Linh thực hiện. Tú Linh xin kính chào quý vị khán giả. Từ bi và trí tuệ đã biểu hiện trọn vẹn hai đức tính của Quán Thế Âm Bồ Tát. Để cảm niệm ân đức sâu dày của Quán Thế Âm Bồ Tát, Tu viện Viên Quang tại Clover, South Carolina trân trọng tổ chức Pháp hội Đại Bi vào hai ngày 15 và 16 tháng 10, 2016, được sự chứng minh của Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức và các ni sư. Trì tụng chú Đại Bi, lễ tụng ngũ bách danh, niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu nguyện cho Phật Pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, và cầu nguyện cho những người dân trong nước sớm thoát ách độc tài cộng sản để có một cuộc sống bình an, cơm no áo ấm. Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát hiện thân của lòng từ bi, cứu khổ cứu nạn. Ngài đã thị hiện giữa cuộc đời ô trọc, đầy rẫy những sự bất an để ban bố niềm an lạc cho tất cả chúng sanh. Với lòng bi trí và bình đẳng, Ngài luôn lắng nghe và xóa tan những khổ đau của chúng ta, chư đấng từ mẫu luôn giang tay che chở cho đàn con dại. Như vậy thiên sứ hữu cầu là thiên sứ ứng. Một ngàn nơi, một triệu chỗ, nghĩa là bất cứ chỗ nào khi mà có một chúng sinh đang khổ, đang cầu xin, đang nghĩ đến Bồ Tát, muốn Bồ Tát đến cứu độ thì Bồ Tát tức khắc hiện thân đến chỗ đó để cứu độ. Không có ngăn ngại, không có chưa một cái điều gì hết, không có một cái gì mà có thể cản trở Bồ Tát. Cho nên gọi là vô ngại đại bi, tâm đà la bi là như thế. Chúng tôi đến để lễ Phật. Thứ hai nữa là nhớ lại những cái lời trong kinh kệ cũng như là lời chỉ dạy của những bậc trưởng thượng, nhất là những việc bậc tu hành. Ở đây thì dĩ nhiên là chúng ta luôn luôn có những thời pháp để cho chúng ta, để nhắc nhở cho chúng ta tiến hành tốt hơn vào cái vấn đề tu tập chính bản thân của mình. Vâng, thưa chị. Anh có cảm nghĩ như thế nào về chùa Linh Trì đã bị phá vỡ? Việt Nam chùa Linh Trì bị nhà nước Cộng sản phá sập. Đó là một cái điều không tốt đối với một chế độ. Giặc đến Bồ Đề thì giặc phải tan. Cộng sản vô tình đụng chạm vô trái tim của tất cả những người con Phật yêu nước. Đó là một cái điều không tốt. Đó là một cái điều, đó là cái vi phạm chính trị rất là trầm trọng của Cộng sản. Đây là điều có lẽ dân tộc chúng ta không thể tha thứ cho Cộng sản được. Tú Linh, tường truyền cho SPTN từ Clover, South Carolina. Xin kính chào quý vị.